xin phép được bắt đầu. Các chàng trai bên phía của Thạch Sơn là những người phát bóng trước ở trong tình huống này. Và vừa rồi là một lỗi không hiểu ý nhau của các chàng trai bên phía Thạch An. Và điểm số đầu tiên ở trong hiệp thi đấu đầu tiên này đã thuộc về bên phía của Thạch Sơn, 1-0. Bước 1, xuống nhỏ. Bây giờ sẽ là cơ hội để tổ chức phản công dành cho bên phía của cầu thủ rất hay của Ghi Ba Sơn. Dũng nhỏ, chưa được. Thời tiết bây giờ đang rất là gió các bạn ạ. Bóng vẫn còn. Biên 4. Phòng thủ hay rồi. Cơ hội tổ chức phản công. Lại là lỗi của vận động viên mang áo số 10. Chàng trai mang áo số 10 này anh đã liên tục mắc hai lỗi rất đáng tiếc để cho bên phía của Thành An. Trong tình huống đầu tiên thì anh đã bỏ bóng tự do. Trong tình huống vừa rồi thì anh lại bám chắn không thành công. Theo như tôi được biết đó như là Thanh Hào. Vâng, một pha chuyển bóng khó của các chàng trai bên phía Thành An. Nhưng Dũng nhỏ vẫn đang là người có thể điều chỉnh được. Chính Dũng nhỏ vừa rồi cũng đã có một pha xử lý tốt để có thể giúp cho bên phía Thành An có được điểm số ở trong hiệp thi đấu đầu tiên, 1-2. Cho bên phía của Thành An và cả hai pha bóng đều đến từ vị trí ghi điểm của Dũng nhỏ. Phòng thủ quá tốt, một vòng phòng thủ hay. Vâng, võ rõ ràng vừa rồi thì cầu thủ mang áo số 7 bên số 5 bên phía của Thành An đã có sự cảnh giác đối với lại cây chuyền 2 bên phía của Thạch Sơn, nhưng đáng tiếc rằng bóng đã đi ra bên ngoài. Và điểm số dành cho bên phía các chàng trai của Thạch Sơn, tỷ số là 3-2. Dũng nhỏ, một lỗi chuyển bóng quá khó. Và tỷ số là 4-2 dành cho các chàng trai bên phía của Thạch Sơn. Có vẻ như Dũng nhỏ đang gặp rất nhiều những khó khăn khi mà các đồng đội của anh chưa thể có được một sự thống nhất. Năm hai rồi. Có vẻ Thành An họ đang thi đấu thực sự không nhiệt. Cảm giác thi đấu không máu lửa và những tình huống cố gắng cứu bóng của các chàng trai bên phía Thành An vẫn đang thiếu đi sự nhiệt huyết ở đó. Vâng, xin chào bạn Vi Quang Huy nhá. Vâng, cảm ơn bạn Phùng Ngọc Đại đã tặng cho mình 75 sao. Vâng, đó là một tình huống đập bóng tốt của Dũng nhỏ. Và tỷ số bây giờ đang là 3-5. Dũng nhỏ đang ra ký hiệu đối với lại các đồng đội của mình cần phải thi đấu nhiệt huyết hơn. Quá khủng khiếp. Vâng, vừa rồi là một pha đá bóng rất mạnh của Hào Con. Một pha trả y khủng khiếp của Hào Con, nhưng đáng tiếc rằng là bóng đã đi ra bên ngoài. Vâng, đó là một pha giật cổ tay khủng khiếp của Hào Con. Vâng, nó đang tạo ra một tinh thần phấn khởi dành cho các khán giả đang được xem trực tiếp ở tại sân thi đấu của huyện Thạch Thành. Chúng tôi cũng đề nghị khán giả nào mà đang cầm quả bóng của Thạch Sơn thì hãy gửi lại cho đơn vị Thạch Sơn. Phạt bóng không qua lưới. Không biết là cầu thủ mang áo số 10 này đang có vấn đề gì đây. Tên gì anh biết? Phan Hà. Vâng, Phan Hà có lẽ đang gặp vấn đề về tâm lý khi anh chưa thể thực sự là bắt nhịp tốt với trận đấu này. Vừa rồi là một pha bám chắn tốt của Vũ Ngọc Hoàng. Và tỷ số bây giờ là 7-4 rồi. Khoảng cách là 3 điểm dành cho các chàng trai của Thạch Sơn. Rõ ràng Thạch Sơn hiểu được tính chất của trận đấu này và họ sẽ cố gắng để giành chiến thắng càng sớm càng tốt, càng nhanh chóng càng tốt để có thể tránh bào mòn về vấn đề thể lực.
được bóng tốt của các chàng trai bên phía Thành An. Bỏ đôi mà số 6 bên phía Thành An. Và tỷ số giờ là 5-7. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Một pha đập bóng quá nhanh với một phủ công xuất sắc như Vũ Ngọc Hoàng. Thì những tình huống bóng lao như vừa rồi là sở trường và giúp anh đã đưa đội bóng mình lên điểm số thứ 8 và tỷ số giờ là 8-5. Ngay sau đó là một tình huống đập bóng tốt của Vi Văn Phúc. 6-8 dành cho Thành An. Bóng vẫn còn. Bây giờ sẽ là cơ hội để tổ chức phản công dành cho bên phía của các chàng trai Thạch Sơn. Những đường bóng thường xuyên được trao cho Vũ Ngọc Hoàng. Và rõ ràng cây chuyền 2 số 5 bên phía của Thạch Sơn quá hiểu chàng trai đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Hà Nội. Văn Phúc. Đó rồi là một tình huống đập bóng rất mạnh của Vi Văn Phúc. Bóng chạm vào tay chắn của Ngọc Hoàng và đi ra ngoài. Đổi điểm dành cho bên phía của Thành An, 7-9. Khoảng cách vẫn đang là 2 điểm. Và các chàng trai bên phía của Thành An họ vẫn đang cố gắng quyết tâm để bám đuổi tỷ số ở trong hiệp thi đấu đầu tiên này. Bóng còn, bóng vẫn còn. Văn Phúc. Vâng, đó là một pha xử lý tinh quái của Vi Văn Phúc. Quan sát rất nhanh khi thấy hàng phòng thủ và cụ thể là đồng chí libero. Vận động viên libero bên phía của Thạch Sơn đã dâng cao. Ngay sau đó thì anh đã đẩy bóng về cuối sân, nơi vào vị trí libero đang ngang ngỡ phòng ngự. 18 dành cho bên phía các chàng trai của Thạch Sơn. Đây mới là vòng bảng thôi các bạn nhé, vòng bảng thôi. Đây mới là trận đấu lượt trận thứ hai của các chàng trai, kể cả là Thành An hay là kể cả là Thạch Sơn. Thạch Sơn và Thành An trong buổi chiều ngày hôm nay họ sẽ thi đấu 2 trận. Sau trận đấu này sẽ là trận đấu giữa Thạch Sơn và các chàng trai đến từ Thạch Cẩm. Thạch Cẩm với những cái tên như là Bùi Văn Cường, Dương Ngọc Danh đã bất ngờ để thua các chàng trai đến từ Vân Du trong trận đấu cuối buổi sáng ngày hôm nay. Và qua đó chúng ta có thể thấy được rằng là không có bất cứ đội bóng nào đã chắc suất để chơi vào trong vòng bán kết ở tại bảng A này. Đoạn bóng rất tốt của cầu thủ số 8 bên phía của Thạch Sơn. Vâng, cảm ơn bạn Quốc Dũng đã tặng cho mình 75 sao. Các bạn nếu muốn xem ở bảng B thì các bạn có thể lên fanpage của Duân Dị Đồ Thể Thao các bạn nhé. 3-3 hàng sau. Pha 3-3 hàng sau quá cao của Dũng nhỏ. Ngay sau đó là một 3-3-2 hàng sau. Một pha 3-2 hàng sau tốt của Hào Con. Đây rồi, Văn Phúc. Vâng, một pha đập bóng rất tốt của Vi Văn Phúc. Tỷ số 9-12. Khoảng cách là 3 điểm dành cho bên phía các chàng trai Thạch Sơn. Và các bạn có thể nhìn thấy hai đội đang thi đấu trên sân này, rất nhiều những vận động viên đang sử dụng những đôi giày hàng công ty chất lượng cao của Quang Tùng Sport đang là người phân phối và là người bán hàng giày cho hàng công ty chất lượng cao. Và nó chuyên để cày sân bê tông và thi đấu những giải hội làng chất lượng như thế này. Và các bạn có thể liên hệ với lại fanpage của Quang Tùng Sport cũng như shop Quang Tùng Sport để có thể cho mình được một đôi giày hàng công ty chất lượng cao, có thể đảm bảo được về vấn đề sức khỏe, thể lực để trong khi các bạn tham gia theo đuổi đam mê của mình. Chú ý một chút.
nhận được một pha đá bóng thành công của Vừa rồi là một pha bám chắn tốt của Andy Hưng. Và bên Thạch Sơn họ đã có được điểm số thứ 14 rồi. 14-10. Ngay sau đó là một pha chạy y tốt của Dũng Nhỏ. Trường Trảng Bom và Eric Hưng bám chắn đối với lại Dũng Nhỏ nhưng không thể thành công ở trong tình huống vừa rồi. Đường y quá rộng để cho Dũng Nhỏ có thể khai thác vào điểm đó. Vấn đề là các cầu thủ thi đấu thế nào thôi. Bóng vẫn còn trong sân và bây giờ cơ hội dành cho bên phía đáng tiếc. Vừa rồi là một tình huống chuyền bóng hơi quá tầm của Hào Con dành cho đồng đội của mình. 12-14. Bóng đi ra ngoài. Trong một pha đập bóng tấn công vừa rồi của Erling, một pha đẩy bóng nhanh của bên phía Thạch Sơn thì bóng đã đi ra bên ngoài. Và điểm số dành cho bên phía của 14-14 dành cho bên phía của Thành An. Và Thạch Sơn đã phải xin quyền hội ý lần thứ nhất ở trong hiệp thi đấu đầu tiên này. Và chúng tôi sẽ nói cơ hội vào chơi trận bán kết toàn nguyên dành cho cả 4 đội, đó là Thành Cẩm, Vân Du, Thành An và Thạch Sơn. Nếu mà các chàng trai của Thành An họ có thể giành chiến thắng ở trong trận đấu này thì sẽ rất là khó khăn dành cho Vân Du ở trong trận đấu tiếp theo khi đối đầu với là Thành An. Cơ hội hy vọng lại được nhen nhóm bởi sự thi đấu quyết tâm và những điểm số quan trọng để rồi bây giờ thế trận là cân bằng và tỷ số đã trở về vạch xuất phát và tỷ số giờ là 14-14 ở trong hiệp thi đấu đầu tiên. Vâng, bóng trong sân, đó là một pha bỏ bóng tốt của Trường Trảng Bom. Và tỷ số bây giờ là 15-14. Cảm ơn Hữu Phước đã tặng cho mình 50 sao nha. Một pha đập bóng tốt của Dũng Nhỏ và tỷ số giờ là 15-15. Tỷ số là 15-15 cho Thành An và Thạch Sơn. Phan Hà, cầu thủ tốt, bóng vẫn còn. Bây giờ là cơ hội để phản công dành cho bên phía của Thạch Sơn. Rất bất ngờ. Vâng, sự không hiểu ý nhau của các chàng trai Thạch Sơn. Và lần đầu tiên các chàng trai của Thành An họ đã vươn lên dẫn trước với tỷ số là 16-15 rồi. Bên phía của Thành An họ cần phải thi đấu máu lửa hơn nữa để có thể sốc lại tinh thần và giúp cho đội bóng của mình. Bây giờ là cơ hội để tổ chức phản công dành cho bên phía của các chàng trai Thành An. Biển 4, Dũng Nhỏ, bóng vẫn còn. Trường Trảng Bom, vâng, bóng đã chạm vào tay chắn của hàng chắn bên phía Thành An và đi ra ngoài. Và tỷ số bây giờ 16-16. Dũng Nhỏ, pha đá bóng rất tốt của Dũng Nhỏ. Bóng đi thẳng vào vị trí của Harry Hưng. Và tỷ số bây giờ là 17-16 dành cho bên phía của Thành An. Không giấu giếm, không có chiến thuật chiến tiếc, không có chồng, không có nhanh, không có lao, không có len gì hết. Biên rõng rạc thế thôi, nội binh không xuất sắc thì chúng ta phải đánh chơi kiểu đấy. 3-3 hàng sau, chưa được. Bây giờ là cơ hội dành cho Thạch Sơn, quá xuất sắc. Nói là hàng chắn ba người nhưng thực sự là chỉ có một mình Vi Văn Phúc mới đủ khả năng, đủ trình độ và đẳng cấp để có thể bám chắn được đối với lại Trường Trảng Bom. Nhưng một mình anh thôi là chưa đủ. Và tỷ số giờ là 17-17. Đội một tốt của Phan Hà, Việt Phúc. Vâng, bóng ngoài sân.
18-17 cho anh. Và tỷ số giờ là 18-17. 18-17 rồi. Cố lên em ơi. Không, năm ngoái chắc trở lên một người. Vâng, bóng trong sân. Một tình huống bóng trong sân. Và tỷ số ra là 18 đều. Sau trận đấu này sẽ là một trận đấu cực kỳ hấp dẫn, và tôi tin chắc rằng những bạn đang xem live stream của mình đây sẽ không thể bỏ lỡ, và thậm chí rằng các bạn sẽ phải chia sẻ hơn nữa, nhiều hơn nữa dành cho Quang Tùng Sport ở các hội nhóm. Bởi vì trận đấu diễn ra giữa trường Trảng Bom Hoàng Rách và sẽ phải đối đầu với lại Bùi Văn Cường Mỏ Hồng. Và điều đó sẽ làm cho trận đấu và giải đấu này trở nên cực kỳ hấp dẫn, khi mà trình độ chuyên môn và chất lượng của giải đấu này giờ chúng ta không phải bàn cãi. Người chín đều. Một tình huống phạt bóng lỗi của các chàng trai Thành An. Nguyễn Phúc, bóng vẫn còn. Vâng, một pha bỏ bóng rất khôn khéo và tinh quái của cầu thủ mang áo số 8 bên phía Thạch Sơn. Vâng, một nội binh chất lượng bên phía Thạch Sơn. Sự đồng đều và chất lượng nó đang được thể hiện rất rõ khi mà bên phía của Thạch Sơn họ đang có những nội binh quá chất lượng đi. Pha cứu bóng tốt của trường Trảng Bom. Bây giờ sẽ là cơ hội. Vâng, hai chạm rồi. Một tình huống phòng thủ hai chạm của Hào Con. Và Cường Len đã vào sân. Có một biên là lấy được chắc chắn là quá nào. Vâng, bàn chắn thành công rồi. Vâng, 21-22 dành cho 21-20 dành cho bên phía của Thành An. Như tôi đã nói trước đó rồi, trái bóng tròn khi chúng ta chưa vào trận đấu thì tất cả mọi suy đoán, tất cả mọi đánh giá nó đều trở nên vô nghĩa. Khi mà bây giờ chúng ta đang thấy được rằng đội bóng này, các đội bóng của chúng ta đang thi đấu cực kỳ quyết tâm. Cơ hội được chia đều dành cho cả 4 đội. Vậy nên mọi thứ còn đang ở trước mắt. Mổ tốt. Dũng Nhỏ. Bóng vẫn còn. Đó là một pha xử lý rất tinh quái của các chàng trai Thạch Sơn. Và chỉ có một tay thôi, nhưng Trường Trảng Bom đã có thể hóa giải thành công và đập bóng uy lực của Dũng Nhỏ. 22-21. Rất tinh quái. Đập bóng đi ra ngoài rồi. 23-21. Một pha xử lý đi ra ngoài của các chàng trai Thành An. Đáng tiếc Dũng Nhỏ có một pha quay tay. Dũng Nhỏ có lẽ không phải là một vận động viên quay tay tốt. Ê, xuống đây, xuống đây. Tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Đấy. Nói chung đây là nguồn vitamin dành cho tất cả những khán giả đang xem live stream của mình. Dũng Nhỏ. Bóng vẫn còn. Tiếp tục cơ hội phản công. Trường Trảng Bom. 24 rồi. Vâng, set boy rồi. 24-21 dành cho bên phía của Thạch Sơn. Thành An.
đột biên là nó đánh nhiều. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Xuân Hoàng. Đấy, một, đấy thấy chưa? Vâng, ok luôn nha bạn ơi. Vâng, một pha xử lý đi ra ngoài của các chàng trai Tây An và tỷ số là 25-21. Thạch Sơn họ đã có được hiệp thắng đầu tiên ở trong trận đấu đầu giờ chiều này. Rất tuyệt vời các bạn ạ. Đấy, 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 thấy chưa, các bạn thấy chưa? Chất lượng chưa? À, đấy, 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 cái anh này. Các bạn ơi, khán giả thực sự là mình tin chắc rằng có rất nhiều giải đấu với khi xem live stream này của mình sẽ là ước ao đây, bởi với khối lượng khán giả này các bạn nhìn thấy không ạ, quá khủng khiếp, tầng tầng lớp lớp ngồi kín luôn. Mà đây là tôi nói các bạn này, đây chỉ là một sân, còn sân B nó không khác gì sân A. Là các bạn đủ hiểu, nếu ngày mai các trận bán kết và chung kết họ dồn lại một sân thì như thế nào đây ạ? Thì quả này phải mang xe cẩu ở đây cho khán giả ngồi thôi. Rất đông các bạn ạ, rất rất đông luôn. Đâu? Đây này, tôi nói các bạn này, anh cú xuống. Đây, 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 quay em nào. Đây lại bảo không xinh đi. Gái Thanh Hóa tôi nói là tuyệt vời các bạn ạ. Và thôi được rồi, chúng ta cùng quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu vòng bảng diễn ra giữa xã Thạch Sơn và các chàng trai của xã Thạch An. Hai đội đã đổi sân để làm công tác chuẩn bị cho hiệp thi đấu thứ hai này. Và hiệp thi đấu thứ hai thì Thạch An được quyền phát bóng trước. Hào Con sẽ đi vị trí đối chuyển. Chủ công đó chính là vận động viên mang áo số 8 và Trương Trảng Bom. Hoàng Rách và Harry Hưng sẽ là những người đi phụ công. Vừa rồi là một pha đá bóng tốt của Trương Trảng Bom. 1, 0.